Từ đầu năm đến nay, tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng, cả nước nói chung vẫn chưa chuyển biến khả quan. Bên cạnh sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, chính quyền và ngành chức năng từ trung ương đến địa phương đang triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng mới, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi nền kinh tế. Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, trong tháng 4 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 3,25 tỷ đô la, tăng 19,8% so với tháng trước và giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 615,6 triệu đô la, tăng 20,4%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,64 tỷ đô la, tăng 19,7%. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Dương đạt 10,13 tỷ đô la, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2022. Gỗ là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh chịu ảnh hưởng khá nặng nề khi kim ngạch xuất khẩu giảm đến 41%. Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ chỉ đang hoạt động với 30% công suất. Trước bức tranh ảm đạm này, ngành công thương đang thúc đẩy kết nối doanh nghiệp với các thị trường xuất khẩu theo nhiều hình thức khác nhau. Tổ chức các cái sự kiện xúc tiến thương mại và đặc biệt là các sự kiện xúc tiến thương mại mang hình thức mới, tức là có thể mời được các cái hệ thống phân phối ở nước ngoài, các hệ thống thu mua ở nước ngoài và Việt Nam để kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp. Ví dụ như sự kiện Xuất sinh Việt Nam 2023 sẽ dự kiến tổ chức từ 13 đến 15 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và để chuẩn bị tham gia tốt nhất những cái sự kiện như thế này thì trước hết doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực cải thiện năng lực của mình cũng như là cả năng lực cạnh tranh, năng lực sản phẩm cũng như năng lực tài chính để đáp ứng được những yêu cầu càng ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu. Trong tháng 4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12 năm 2023 về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất từ ngày 14 tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2023. Ngay đầu tháng 5, Chính phủ chính thức có tờ trình gửi Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng VAT đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ. Mục tiêu chính của việc làm này là nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi kinh tế. Động thái của Chính phủ mang tính khích lệ tinh thần cho doanh nghiệp, đồng thời tạo đà để các địa phương tìm ra cách làm hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở bán lẻ, các đơn vị cơ sở bán lẻ trong hoạt động xúc tiến thương mại, và đồng thời tận dụng các sàn thương mại điện tử lớn để nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá, ưu tiên phát triển các sản phẩm trên cái nền tảng số. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, hàng loạt hoạt động được ngành công thương tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa kênh phân phối, nhà nhập khẩu nước ngoài và doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu trong nước. Nổi bật như hội chợ hàng xuất khẩu thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương Bifa Wood Việt Nam, triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo, sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Việt Nam International Sourcing 2023.